Xin chào các bác đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay tôi sẽ có mẫu xe đạp Fast Fit, một dòng xe đạp đua khung full carbon, khung được làm từ sợi carbon và bộ chuyển động của Microship. Đùi đĩa trục rỗng, vành 700C, bộ vành của Shimano. Vành của Shimano. Một cái bộ chuyển động của Microship. Đi vào phần khung của xe thì toàn bộ khung xe được sử dụng là sợi carbon. Và cái màu sắc của xe thì cũng rất là đẹp. Các bác có thể nhìn trên hình. Full carbon, full carbon toàn phần. Và màu đó là màu xanh xi măng rất là đẹp. Hiệu Fast Fit. Lớp sơn nguyên bản thôi nhé. Và trên khung xe thì còn cũng tương sơn xi là cũng còn tương đối là đẹp. Hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể, chỉ có những vết xước do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì từ lớp sơn đến những chi tiết xích lít, bộ chuyển động, đùi đĩa các thứ là còn rất là mới. Bộ chuyển động là Microship dòng New các bác nhé, một cái bộ chuyển động thuộc phân khúc chính hãng của Đài Loan. Và những cái bộ này thì em rất là thích, cá nhân em thì rất là thích những cái kiểu bấm của cái dòng Microship này, bấm rất là nhạy và cho cái cảm giác bấm rất là nhẹ nhàng. Microship dòng một bộ cái hãng bộ chuyển động của Đài Loan. Thì chiếc xe này đang được em bán mức giá là 10,5 triệu. Thì những chiếc xe khung carbon này mà trong cái phân khúc này ấy, thì hầu như là chỉ được lây hoặc là nhiều lắm thì được Clasit dòng cổ thôi. Và với cái bộ này thì thực sự nó cho một cái cảm giác mình bấm rất là cao cấp. Đi đạp trục rỗng. Và vành của Shimano. Máy gừa của Shimano rất là đẹp. Vành 700C của lốp CFT. Phanh 3 mảnh. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 53 cm. Từ khóa yên tới tâm củ phốt cũng là 53 cm. Thì xe này có cái size nó cũng khá là lớn, dành cho các bác đi từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Bộ chuyển động Microship New, tổng New
8 tầng lít và 2 tầng đĩa. Đây là 9 tầng lít, xe này là 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và xe 18 có một khác nhau. Chiếc xe này tôi bán cho em mức giá là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.